Hi, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Đắc Huy. Thì trong một khoảng thời gian khá dài ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì ngày hôm nay mình đã trở lại. Thì ở video phần 1 thì mình cũng đã hướng dẫn cho mọi người hai cách sút bóng là bằng mu chính diện và bằng lòng bằng chân. Thì ở phần 2 này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một cú sút đặc trưng cho bộ môn futsal, đó là chích đầu mũi giày. Nào, cùng bắt đầu thôi. Trước khi vào tập luyện thì ngày hôm nay đôi giày đồng hành cùng mình đó là Ban Performance 7, một sản phẩm mới nhất đến từ Thái Lan. Thì dòng sản phẩm này có giá là khoảng 1,1 triệu. Thì các bạn hãy xem hết video này thì mình sẽ giveaway đôi giày ngày hôm nay và đôi giày Ban Sonic tại ở video phần 1. Các bạn cố gắng xem hết video này nha. Nào, bây giờ thì mình cùng vào động tác đầu tiên. Về ưu điểm của động tác này thì theo cá nhân của mình đó chính là ra chân nhanh và xử lý trong một phạm vi hẹp, bóng đi rất mạnh. Thì ở trong bộ môn futsal thì sân bóng có diện tích khá nhỏ, cho nên các cầu thủ muốn sút bóng đánh bại thủ môn thì cần nên ra chân nhanh. Đây là một động tác có phần nhược điểm là độ chính xác không cao và mình không thể tùy chỉnh cú sút của mình theo ý mong muốn như là sút bằng mu và bằng lòng bằng chân như ở video phần 1. Thì ở động tác chích đầu mũi giày này cũng sẽ có 4 bước như là những động tác trước, đó là chạy đà, đặt chân trụ, điểm chạm tiếp xúc và vung chân kết thúc. Ở động tác chạy đà thì chủ yếu dựa vào lực ở bắp chân và đầu gối. Các bạn có thể lấy đà khoảng 1 bước hoặc 2 bước và không cần lấy đà quá dài, và hướng lấy đà là thẳng với bóng và tốc độ phải vừa phải với hướng sút. Bước thứ hai là đặt chân trụ. Khác với các thuốc song sườn khác, các bạn nên đặt chân trụ đằng sau bóng khoảng 15-20cm thay vì đặt ngang với bóng giống như là động tác đặt lòng và sút bằng mu chính diện. Mũi chân trụ hướng thẳng về phía trước. Bước thứ ba đó chính là điểm chạm. Thì ở động tác này cũng có hai điểm chạm, đó là điểm chạm tiếp xúc ở trên chân và điểm chạm tiếp xúc ở trên bóng. Điểm chạm tiếp xúc ở trên chân là phần đầu của mũi giày, không phải ở ngón chân mà nó nằm ở dưới ngón chân cái. Hơi co ngón chân cái lên để tăng bề mặt tiếp xúc. Khi sử dụng động tác này thì mọi người nên sử dụng một đôi giày có phần mũi chắc chắn để tránh gây chấn thương và không nên sử dụng chân không. Thì cái đôi Performance 7 này thì cái phần mũi được đắp thêm một lớp da giúp bảo vệ chân, và ở cái phần đế ngay ở phía mũi chân á, thì các bạn thấy là nó được cấu tạo khá là chắc chắn, rất là phù hợp cho các bạn có lối chơi hay sử dụng cú chích mũi như thế này. Về điểm chạm tiếp xúc ở trên bóng, đó là phần tâm của quả bóng. Nếu tiếp xúc từ tâm quả bóng hướng lên trên đỉnh thì nó sẽ tạo ra một quỹ đạo có độ cắm cho bóng, và nếu làm ngược lại thì bóng sẽ làm vô hại đối với thủ môn. Cái động tác này nếu mà sai kỹ thuật thì mọi người sẽ chích bóng lên trời hoặc là bóng sẽ văng ra ngoài khung thành. Ở bước tiếp theo đó là vung chân và kết thúc. Thì ở động tác này thì mọi người sẽ không vung chân về phía sau quá nhiều vì động tác này sử dụng lực ở bắp chân và đầu gối. Khi tiếp xúc bóng cần gồng ngón chân cái và khóa cổ chân để bóng đi gọn gàng và chắc chắn hơn. Khóa cổ chân là như thế nào thì các bạn có thể xem ở phần 1 mình đã có hướng dẫn. Đồng thời quét phần mũi giày lên trên và duỗi thẳng chân ra giúp chúng ta có cú sút chuẩn xác hơn. Chích mũi giày không phải là một động tác kỹ thuật dễ, cho nên đòi hỏi mọi người cần phải tập luyện hàng ngày và kiên nhẫn nó. Và hơn hết là mọi người nên cố gắng nắm rõ những kỹ thuật cần thiết để chân của mình không bị chấn thương và có một cú sút thật chuẩn xác hơn. Khá là mệt các bạn ơi. Ngày hôm nay mình cũng đã sút khoảng 1.000 trái rồi. Thì ngày hôm nay mình cũng đã hướng dẫn cho mọi người xong những cái kỹ năng sút bóng bằng chích đầu mũi giày rồi. Thì không biết các bạn thấy cái động tác này như thế nào. Và theo mình thì cái động tác này rất là khó. Nếu mà các bạn có thể sử dụng nó thì các bạn rất dễ đánh bại thủ môn vì lực bóng rất là mạnh. Bóng được xử lý trong một phạm vi hẹp. Nên là mọi người cố gắng tập luyện hàng ngày để thực hiện động tác này thật thành công nhé. Và mình cũng vừa sử dụng xong một cái dòng sản phẩm, đó là Performance 7 đến từ Thái Lan. Thì đôi giày này có cấu tạo da BU Everlock cao cấp, thì nó có một lớp phủ chống nước rất phù hợp cho những bạn hay đá vào trời mưa. Thì với công nghệ in 3D trên thân giày, các bạn có thấy là những cái họa tiết như thế này in lên rất là nổi trên một cái đôi giày, khá là bắt mắt. Về đế giày thì được làm bằng chất liệu đế kép, chất liệu có lớp phi lông linh hoạt, và ưu điểm của phi lông là rất là nhẹ và có độ đàn hồi.
Và đôi giày này thì với mức giá là 1.190.000 đồng, thì nếu các bạn quan tâm thì hãy click vào phần mô tả, mình sẽ để link ở bên dưới. Và bây giờ là phần giveaway. Giải nhất sẽ là một đôi Ban Format 7, giải nhì là một đôi Ban Sonic. Và thể lệ như sau: like và subscribe kênh YouTube của Nguyễn Đắc Huy, comment 3 số may mắn kèm tên và số điện thoại để admin có thể tiện liên lạc khi các bạn trúng giải thưởng. Người đặt giải sẽ là người có số may mắn trùng hoặc gần đúng nhất với giải đặc biệt của sổ số kiến thiết Đài Cần Thơ vào thứ Tư ngày 3 tháng 6 năm 2020. Giải nhất là một đôi Ban Performance 7 trong video vừa rồi. Giải nhì là một đôi Ban Sonic Viking 3 mình đã review và sử dụng ở video phần 1. Nhanh tay comment và rinh giày về nhà thôi nào các bạn. Và cảm ơn các bạn đã xem video, và hãy like và subscribe để ủng hộ cho mình, để mình có thể tiếp tục ra những cái video hay ho hơn nữa. Và nếu các bạn muốn mình thực hiện những cái động tác hoặc những cái chiến thuật và tất cả những gì bạn mong muốn, hãy comment ngay nha. Mình sẽ cố gắng ra thật nhiều video hơn nữa. Và bây giờ chào tạm biệt các bạn.